Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. SSID là gì? SSID là viết tắt của Service Set Identifier, là một chuỗi văn bản phân biệt chữ hoa và chữ thường, có thể dài tới 32 ký tự bao gồm chữ cái hoặc số. Các nhà sản xuất thiết bị router đặt SSID mặc định cho thiết bị Wi-Fi, chẳng hạn như Linksys Xfinity Wi-Fi NETGEA P-Link. Tuy nhiên, vì SSID có thể thay đổi các mạng không dây nên không còn các tên mặc định như thế này nữa. Cơ chế hoạt động của SSID, để bạn có thể kết nối với một mạng chính xác, SSID được thiết kế để phân biệt các mạng Wi-Fi trong khu vực có nhiều mạng không dây. SSID được sử dụng cho tất cả các loại điểm truy cập Wi-Fi, bao gồm cả mạng Wi-Fi công cộng và mạng Wi-Fi gia đình. Các nhà sản xuất router, bộ định tuyến thường cung cấp SSID mặc định là Linksys hay Netgear. Tuy nhiên, bạn có thể đổi tên Wi-Fi cũng như thay đổi SSID thành bất kỳ tên gì mà bạn muốn trong trường hợp bạn kiểm soát các mạng Wi-Fi và có quyền admin. SSID dài tối đa 32 ký tự, phân biệt chữ hoa và chữ thường. Một số ký tự đặc biệt như dấu cách, gạch dưới, dấu chấm và gạch ngang cũng được cho phép router không dây hoặc trạm phát Wi-Fi phát SSID. Cho phép các thiết bị gần đó hiển thị danh sách các mạng có sẵn với tên mà người dùng có thể đọc được. Bất cứ ai cũng có thể kết nối với SSID nếu đó là mạng mở. Tuy nhiên, nếu mạng được bảo mật bằng WPA2 hoặc các loại mã hóa khác, người dùng phải có mật khẩu trước khi kết nối. SSID có công dụng như thế nào? SSID sẽ được tự động hiển thị về những Wi-Fi xung quanh gần nhau. Những cái tên khác nhau sẽ giúp người dùng định vị được Wi-Fi nào muốn kết nối. Nếu như bạn tắt, ẩn. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. SSID thì người khác sẽ không dò được mạng Wi-Fi của bạn, hay nói cách khác, bạn sẽ giữ bí mật được Wi-Fi của mình mà không ai có thể kết nối Wi-Fi bất hợp pháp. Tuy nhiên, không phải sau khi ẩn SSID thì Wi-Fi của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối. Những hacker hoặc người khác vẫn có thể tìm thấy được Wi-Fi của bạn bằng việc chặn tín hiệu truyền từ router đến máy của bạn và từ máy của bạn đến router nhờ các phần mềm và công cụ khác. Cách tìm SSID của mạng Wi-Fi: nếu hiện tại không kết nối với mạng Wi-Fi của nhà mình và bạn không chắc SSID trên router của mình là gì, thì bạn chỉ cần truy cập trang cấu hình router để tìm SSID và mật khẩu. Hoặc bạn có thể kết nối với router thông qua dây cáp Ethernet nếu không có Wi-Fi. Nếu không thể kết nối với router, bạn có thể tìm thấy SSID mặc định được in trên router. Sử dụng cách này trừ khi bạn hoặc ai đó có quyền truy cập router đã thay đổi SSID. Nếu cách trên vẫn không hiệu quả thì bạn có thể reset lại router bằng cách nhấn và giữ nút reset để khôi phục lại cài đặt mặc định. Nếu nhiều mạng Wi-Fi có cùng SSID thì sẽ ra sao? Sau khi kết nối với một Wi-Fi có SSID cụ thể, thiết bị của bạn sẽ kết nối với Wi-Fi có SSID đó trong tương lai. Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn nếu có nhiều mạng Wi-Fi có cùng SSID. Nếu các mạng này nằm trong cùng khu vực, ví dụ hai tên mạng có cùng tên là Happy, một số thiết bị sẽ tự động kết nối với mạng có tín hiệu mạnh nhất. Còn một số thiết bị sẽ kết nối với mạng Wi-Fi đầu tiên mà chúng kết nối. Tất nhiên, nếu hai mạng Wi-Fi có tên Happy được đặt mật khẩu khác nhau, thiết bị của bạn sẽ chỉ kết nối thành công với một trong hai mạng Wi-Fi đó. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.